Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng 10 tháng 5, công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai mã chứng khoán HAG tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Vấn đề nợ nần đã đeo đuổi doanh nghiệp của Bầu Đức trong nhiều năm qua. Tính đến cuối năm 2023, tập đoàn này còn lỗ lũy kế 1.669 tỷ đồng và cổ phiếu bị giữ nguyên diện cảnh báo. Quý đầu năm nay, công ty lãi hơn 226 tỷ đồng và đã giảm lỗ lũy kế xuống còn 1.452 tỷ đồng vào ngày 31 tháng 3. Bộ Đức nhiều lần tuyên bố đặt mục tiêu xóa lỗ lũy kế, sạch nợ để thoát cảnh con nợ. Tại phiên họp trả lời câu hỏi của cổ đông, Bộ Đức khẳng định, lỗ lũy kế là nỗi ám ảnh lớn của tôi. Theo ông Đức, năm nào đơn vị kiểm toán cũng cảnh báo, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Qua trao đổi với nhiều quỹ đầu tư lớn, nếu công ty hết lỗ lũy kế thì nhiều quỹ lớn, nhà đầu tư tổ chức sẽ vào Hoàng Anh Gia Lai. Chủ tịch tập đoàn khẳng định bản thân và công ty đang nỗ lực để xóa lỗ lũy kế, phấn đấu đến cuối năm nay phải xóa được lỗ lũy kế bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, công ty có giải pháp đưa hơn 200 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối để hỗ trợ xóa lỗ lũy kế, cùng với mục tiêu lợi nhuận năm nay 1.320 tỷ đồng nữa. Công ty cũng chưa thể xóa lũy kế nhưng sẽ thực hiện nhiều biện pháp, hiện tại chưa thể công bố. Bạn thấy chia sẻ của Bộ Đức thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu năm nay với doanh thu kỷ lục 7.750 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Cây ăn trái dự kiến đóng góp 71% vào tổng doanh thu, đạt 5.540 tỷ đồng, còn lại là heo ăn chuối và các sản phẩm hàng hóa khác. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 1.320 tỷ đồng, giảm 26% thực hiện năm trước. Nếu đạt được, tập đoàn sẽ có năm thứ ba liên tiếp chinh phục mốc lợi nhuận 1.000 tỷ đồng và xóa lỗ lũy kế. Về kế hoạch đầu tư, công ty này sẽ tập trung mở rộng diện tích cây ăn trái, trồng thêm 2.000 hectare chuối để nâng tổng diện tích lên 9.000 hectare, phát triển diện tích sầu riêng thêm 500 hectare, đạt 2.000 hectare. Nói về việc chăn nuôi heo, Bộ Đức thừa nhận năm trước đã rất thận trọng khi không mở rộng đàn heo do thời điểm đó giá heo rất thấp. Tuy nhiên hiện tại, giá heo đã lên 65.000 đồng trên ký. Với chu kỳ heo lên và xuống 2 năm thì năm 2025 giá heo sẽ có giá rất tốt. Tập đoàn đã bắt đầu tăng đàn từ tháng 4 năm nay, dự kiến lợi nhuận rơi vào quý 4. Năm 2025, công ty có thể sẽ thu được lợi nhuận khủng nếu heo còn giữ giá. Theo tiết lộ của Bầu Đức, giá thành nuôi heo tối đa 46.000 đến 48.000 đồng trên ký, tính theo giá hiện tại 65.000 đồng trên ký thì lợi nhuận đã rất lớn. Vì doanh nhân kỳ vọng năm 2025, doanh số heo sẽ vượt mảng trái cây. Bạn thấy kỳ vọng của Bầu Đức thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé! Ông Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời là cổ đông lớn nắm trên 30% vốn điều lệ công ty, có đơn đề cử hai thành viên mới vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty. Ông Bùi Lê Quang được đề cử làm thành viên Hội đồng Quản trị tập đoàn thay ông Nguyễn Chí Thắng vừa có đơn tự nhiệm. Ông Quang là trưởng Ban Kiểm soát công ty chứng khoán LB Bank và công ty du lịch Kim Liên. Còn ông Nguyễn Tiến Hưng được đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát. Ông Hưng hiện là trưởng bộ phận kế hoạch ngân sách công ty Thai Holdings. Cả Thai Holdings và chứng khoán LB Bank đều là cổ đông lớn mới của Hoàng Anh Gia Lai qua đợt phát hành huy động 1.300 tỷ đồng vừa qua. Trong đó, Thai Holdings sở hữu 4,92% vốn, nắm 8,47% vốn. Cả hai doanh nghiệp này đều có mối liên hệ với ngân hàng LB Bank và ông Nguyễn Đức Thụy, hay còn gọi là Bầu Thụy. Bạn có bất ngờ với nhân sự mới của Hoàng Anh Gia Lai? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Những ngày cuối năm 2023, giới đầu tư được phen bất ngờ sau thông tin về việc công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo rút quân khỏi doanh nghiệp phân phối thương hiệu heo ăn chuối Bapi. Cụ thể, ngày 29 tháng 12, Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ cổ phần 2,75 triệu cổ phần đang sở hữu tại công ty cổ phần Bapi Hoàng Anh Gia Lai. Sau chuyển nhượng, Bapi Hoàng Anh Gia Lai sẽ không còn là công ty liên kết của Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, Bapi Hoàng Anh Gia Lai được thành lập tháng 5 2022 nhằm phân phối sản phẩm heo ăn chuối Bapi. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng trước khi tăng lên mức 100 tỷ hồi đầu năm 2023. Trước đó, tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, Hoàng Anh Gia Lai sở hữu 44,5% vốn của Bapi Hoàng Anh Gia Lai và tỷ lệ biểu quyết là 34%. Động thái thoái vốn khỏi Bapi Hoàng Anh Gia Lai được chú ý hơn cả khi chỉ cách đó nửa năm, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai từng nhấn mạnh sẽ không bán đứt Bapi như thông tin nổi lên trong dư luận.
Hoàng Anh Gia Lai sẽ là doanh nghiệp đầu tiên làm mô hình từ trang trại đến bàn ăn mà có đủ thứ người tiêu dùng cần: thịt, rau, tỏi, ớt. Bầu Đức nói, Papi trong tương lai không chỉ bán thịt heo ăn chuối, thịt gà đi bộ, thịt bò Lào mà còn bao gồm rau củ quả do chính Hoàng Anh Gia Lai trồng. Đến tháng 8/2023, Bầu Đức đã chia sẻ về những khó khăn của Papi, trong đó nhấn mạnh Hoàng Anh Gia Lai nuôi heo không lỗ, chỉ có 3 pi lỗ do phân phối chưa ổn. Dù vậy, mức lỗ không đáng kể. Thêm vào đó, nhà đầu tư cần phân biệt Hoàng Anh Gia Lai và Papi là hai công ty độc lập pháp nhân. Hoàng Anh Gia Lai chỉ tham gia Papi trên 30%, nếu lỗ thì lỗ liên kết, không nhiều. Trước đó, hồi đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố chuyển nhượng bất cổ phần của Papi khi mời thêm ông Đỗ Xuân Diện, nhà đầu tư cá nhân, tham gia nắm 35% vốn tại Papi Hoàng Anh Gia Lai và khẳng định chuyển nhượng cửa hàng heo ăn chuối là kêu thêm đối tác chứ không phải lỗ. Động thái này diễn ra cùng với việc Papi Hoàng Anh Gia Lai tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng ngày 16 tháng 1, 2023. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp sở hữu chuỗi phân phối heo ăn chuối chuyển từ công ty con sang công ty liên kết của Hoàng Anh Gia Lai. Thoái toàn bộ vốn tại Papi Hoàng Anh Gia Lai là diễn biến gần nhất trong công cuộc tái cấu trúc nợ của Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2023 cũng như giai đoạn từ 2016 tới nay. Năm 2016, tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai ở mức hơn 36.000 tỷ đồng, trong đó trên 26.600 tỷ đồng là vay nợ tài chính. Đến cuối năm 2018, con số này ở mức 31.300 tỷ đồng. Sang năm 2019, các thương vụ thoái vốn của Hoàng Anh Gia Lai tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai Agrico bắt đầu được xúc tiến sau cái bắt tay của Bầu Đức và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương. Hoàng Anh Gia Lai Agrico từ từ rời tay công ty mẹ sau các động thái bán ra lượng lớn cổ phiếu. Động thái mới nhất, Hoàng Anh Gia Lai vừa đăng ký bán ra 13,31 triệu cổ phiếu HNG từ 9 tháng 1 đến 7 tháng 2/2024 nhằm trả nợ trái phiếu ngân hàng BIDV. Nếu thành công, Hoàng Anh Gia Lai giảm lượng sở hữu tại HNG về mức 91,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,24% vốn. Rộng hơn, 6 tháng cuối năm 2023 cũng chứng kiến hàng loạt thương vụ bán tài sản, cổ phần của Hoàng Anh Gia Lai nhằm mục đích cơ cấu, trang trải các khoản nợ đến hạn. Có thể kể đến thương vụ bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng, chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016. Xa hơn nữa, còn có thể kể đến kế hoạch rút vốn khỏi Myanmar và rút khỏi sân chơi bất động sản những năm 2017 đến 2019. Thông tin mới nhất, ngày 30 tháng 12 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai phát sinh thêm 112 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu phải thanh toán. Tổng lãi chậm thanh toán lũy kế là 3.023 tỷ đồng. Không chỉ chậm trả lãi, doanh nghiệp nhà Bầu Đức còn chậm thanh toán gốc trái phiếu số tiền 1.458 tỷ đồng. Tổng cả gốc và lãi trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai chậm thanh toán đã lên đến 4.481 tỷ đồng. Trong bối cảnh vẫn chưa thực sự thoát hiểm, việc Hoàng Anh Gia Lai có thể bán thêm cổ phần sang nhượng vốn, tài sản trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.